Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái intro rất là buồn nhưng mà áp dụng vào những bài hát rất hay. Nó làm tạo nên cảm giác sâu lắng và feel ha. Và chúng ta cũng sẽ ôn lại những cái note ở ngang cao luôn, rất là hiệu quả. Và ai cũng có thể tập được, cùng lấy đàn ra tập nha. Và chia sẻ cái bài này về tường để chúng ta dễ dàng tìm kiếm và luyện tập. Ok, vô luôn là thử nhân 5 ha, vô. Nỗi nhớ mãi đừng sâu cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả bầu trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút. Và vừa rồi là bài hát Hoa Đã Không Màu. Bây giờ Khánh ứng dụng thử lại với một bài hát khác này, mọi người sẽ thấy rất là Khánh ứng dụng rất là nhiều bài ha. Nếu anh chị có thấy hay thì bấm chia sẻ ngay về tường nhà mình nha. Ok, vô là thử. Xong rồi Khánh sẽ hướng dẫn. Ok, chậm thôi, chậm chậm, ai cũng có thể tập được nha. Đây là intro của bài này nào. Nhà bên đang đón dâu, rộn tiếng cười vui, tôi làm thường khách đến chúc phúc mà thôi. Hoa Bằng Lăng. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi Hoa Bằng Lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đặt với ai? Em giờ đây nỡ quên mỗi tình thơ. Rồi, thử intro một bài khác nha. Không, rất là nhiều bài hát hay lắm, rất là nhiều bài luôn chứ không phải một bài. Chúng ta học một cái intro rồi chúng ta áp dụng. Ha, tại vì cái bài này á, cái intro này nó dành cho cái bài Hoa Bằng Lăng rồi, nên những cái bài khác á, họ làm mới hơn để họ né những cái cảm xúc, để mà tránh cái gọi là cái trùng lặp. Nhưng mà khi mà chúng ta là người tập thì chúng ta tập một, chúng ta có thể ứng dụng được nhiều, bởi vì sao? Chúng ta có thể tự tạo, sáng tạo lên từ cái intro mà chúng ta tập nữa. Đó, Khánh hướng dẫn rất là chậm thôi để mọi người có thể ứng dụng được ha. Intro thử bài khác rồi chúng ta vô bài luôn nha, vô. Mọi người chú ý về cái nhịp nha, cái nhịp và những cái lúc lơi, những cái lúc móc nha. Đây đoạn 1. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úp màu, đừng hỏi em vì sao giấc mơ phải tàn màu, đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một chiếc hôn chìm sâu sẽ đưa ta về đâu. Là thứ này mọi người sẽ thấy hai là thứ chặn 3 chia 5 và chặn 3 giây. Mi 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 la 1 5 bát dây 5 3 2 3 1 mi 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 là dây 4 nhân 7 nè, nhân 5 6 7 là họ nghĩ à 3 2 3 1 nghĩ là do re mi re, re là bát 4 dây 3 nè re so si si là âm mi thứ nè 1007 1007 si son re la mi là hợp âm thứ mi 3 2 3 1 rồi đánh thêm câu nữa la son fa mi la do re mi re nhảy re ba re mi fa la do si son la chỉ là nỗi nhớ mãi đời sau của tình đã lỡ. Rồi ok ha, chúng ta nên ghi chú lại cũng như là chúng ta nên luyện tập mỗi ngày 5 phút thôi. Không quan trọng với anh chị, bạn đừng lo là chúng ta sẽ đánh được thôi. Nó sẽ từ từ nhẹ nhàng như một cơn gió mà đến cho anh chị đánh được lúc nào không hay. Chúng ta cứ luyện tiếp. Bây giờ đánh làm một lần nữa nha quý anh chị, các bạn ý muốn mà comment cái intro nào thì comment bên dưới nha. Ok, vô là thứ mi 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 la 3 2 3 1 mi 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 là do re mi re re mi fa son đô đô nè son đô ngăn 5 6 7 8 9 nghe 2 và 1 son đô si si son re mi dây 2 dây 5 móc vô nó có cảm giác vậy ha. Chúng ta học solo luôn đó la son fa mi la dây 1 nè la son fa mi la do re mi re re mi la do si son la nhà mình đang đón dâu rộn tiếng cười vui. Rồi ok, cảm ơn quý chị các bạn rất nhiều ha. Quý chị các bạn tập chậm thì mình dịp chân mình đánh theo những cái khoảng lặp nó vui vui, nó phiêu phiêu như vậy á để chúng ta quen. Cái này chúng ta dựa trên intro này chúng ta có thể sáng tạo ra rất là nhiều cái intro khác dựa trên những cái nốt như vậy. Khi mà chúng ta quen rồi và cảm âm được rồi thì bắt đầu chúng ta sáng tạo được. Ví dụ chúng ta vậy ha. Khi mà chúng ta hiểu nó rồi chúng ta hiểu là những cái hợp âm đó bắt đầu chúng ta tự chúng ta sáng tạo được nha. Thôi cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều ha. Chúng ta học ở đây là chúng ta tập ở đây là chúng ta tập vui vẻ thoải mái mỗi ngày một chút xíu như vậy là nó tích tiểu thành đại. Rồi sau đó chúng ta cảm âm được, chúng ta hiểu nó được rồi bắt đầu chúng ta tự phiêu theo cái cảm xúc của mình. Nó rất là tuyệt vời. Đó là cảm xúc bên trong của mỗi người các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn vui vẻ và tập luyện ngày một cảm nhận được cái âm nhạc nó sâu sắc từ bên trong mình, nó thú vị như thế nào ha. Một lần nữa các anh chị các bạn có thể share về tường, bấm like, subscribe kênh, theo dõi và bật chuông thông báo cũng như comment ý kiến thắc mắc bên dưới nha. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.